Khánh Nhân TV xin chào anh chị và các bạn, chào mừng anh chị và các bạn đã đến với kênh. Và hôm nay thì Khánh Nhân TV tiếp tục chia sẻ đến anh chị và các bạn một cái video clip, đó là chúng ta trồng dâu tây và chúng ta nên trồng ngó, trồng cái mô hay là trồng những cái cây mà nó đã trưởng thành như thế này nhá. Vâng, đây là lần nếu anh chị và các bạn lần đầu tiên xem kênh của Khánh Nhân TV thì đừng quên like cũng như là đăng ký để chúng ta cùng chia sẻ, học hỏi và đam mê trồng dâu tây. Và kênh của Khánh Nhân TV lập ra với mục đích thì chia sẻ và đam mê dâu tây với hội những người trồng dâu tây anh chị nhá. Vâng, đây là những cây dâu mà Khánh Nhân TV đã trồng, đã trưởng thành. Và như chính chị và các bạn thấy thì đây là hoa và lá. Đây là những cây dâu Nhật Noka cây mô gì nhá. Đây. Và đây những cây cây dâu Nhật lùn. Và Khánh Nhân sẽ tiếp tục chia sẻ đến anh chị và các bạn ở những cái view clip khác với những chủ đề khác, ví dụ như nhận biết những cái dâu tây. Tuy nhiên thì hôm nay thì Khánh Nhân TV sẽ chia sẻ đến anh chị và các bạn về cái mà chúng ta nên mới đồng trồng dâu tây thì chúng ta nên trồng với cây như thế nào. Thì như anh chị và các bạn thấy thì đây ạ, dâu của nhà Khánh Nhân TV thì đã trồng được nó lên như thế này, có trái đấy. Thì trồng thì với cái tinh thần là trồng đam mê và sạch, không có dùng các loại phân vô cơ, anh chị nhá, phân hữu cơ thôi. Khánh Nhân TV thấy rất nhiều trên mạng anh chị các bạn chia sẻ những cái hình ảnh mà trồng dâu tây và chúng ta nên trồng cấy mô, trồng ngó hay là trồng những cây trưởng thành. Thì trên mạng thì người ta rao bán rất nhiều những cái cây dâu. Tuy nhiên thì Khánh Nhân TV tham gia cùng với anh chị và các bạn và những cái gì Khánh Nhân TV đã từng làm để chia sẻ với anh chị và các bạn, bởi vì các anh chị và các bạn có thể thấy được là Khánh Nhân TV cũng đã từng trồng dâu đây ạ, dâu và kết quả trái đây nha anh chị nha. Đấy, vậy thì hôm nay thì sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn tại sao thì chúng ta phải nên trồng những cây dâu cấy mô và những cái cây dâu mà trồng từ ngó. Đây là những cây dâu trồng từ ngó anh chị nhá. Đấy, từ ngó nó ra thế này. Thì Khánh Nhân TV trồng với những cái cây mà nó ra ngó thì nó rất là mạnh. Đó, anh chị thấy không? Ví dụ những cây như thế này thì nó cho ra rễ này thì anh chị về chỉ cần thay cái đất, bỏ cái đất vào thì bắt đầu là nó gặp cái đất mới thì nó phát triển rất là mạnh anh chị nhá. Đấy, đây những cái dâu mà dâu những cây ngó. Thì cây mô cũng vậy, cây mô thì cây nó bé hơn và các anh chị phải chăm chút hơn một chút. Tuy nhiên thì Khánh Nhân cũng đã từng trồng và đây là những cây dâu cấy mô Nhật và cái kết quả là đến được khoảng 3 tháng thì nó như thế này đây anh chị nhá. Đây. Và bây giờ thì nó đã ra ngó rất là nhiều và những cây dâu cấy mô bây giờ thì nó đã phát triển rất là mạnh. Vậy thì quay trở lại cái việc mà trồng cây dâu. Bây giờ anh chị và các bạn ở trên cái nhóm mà đang những người đam mê dâu tây thì anh chị Khánh Nhân TV thấy anh chị mà các bạn mua những cái cây dâu rất là to như thế này. To như thế này mà thậm chí nó có ra trái luôn. Thì về anh chị trồng thì Khánh Nhân TV thấy là để nguyên cả lá và có rất nhiều người trồng thì nó héo hết. Như vậy thì quay trở lại thì anh chị các bạn biết rằng là cây dâu khi mà nó đang còn nhỏ. Để Khánh Nhân TV cho anh chị và các bạn xem. Đây. Thì đây là những cây dâu bé nó từ ngó ra anh chị nhá. Đây. Thì anh chị có thể thấy được là rễ nó đang phát triển rất là mạnh. Vậy thì những cây dâu như thế này thì anh chị chỉ cần trồng là nó lên rất là mạnh. Vậy thì sau khi mà chúng ta mua dâu thì chúng ta lại không mua những cái dâu nhỏ như thế này về nó trồng nó có dễ hơn không ạ? Đấy, những cái dâu nhỏ nhỏ và chúng ta trồng như cái chậu thì nó lên. Nếu như anh chị mà mua mà những cái dâu mà nó trưởng thành mà khi mà nó có trái như thế này ạ, mà không mua cả cái chậu lên mà khi quá trình người ta gửi mà cái khoảng cách mà nó xa anh chị nhận cây về thì trồng là thường là nó khó, rất là khó là sống anh chị nhá. Đây, với những cái dâu mà trưởng thành như thế này anh chị cứ tưởng tượng mà Khánh Nhân TV thấy là người ta bứng cả bao lên họ về cho anh chị trồng không, về cho anh chị ở trồng mà để như thế này thì nhìn thấy nó héo rũ là nó muốn chết luôn. Thì tại sao chúng ta lại không muốn mua những cái dâu nhỏ khi chúng ta tin tưởng rồi, chúng ta tin tưởng người ta rồi thì chúng ta chỉ biết cần cái giống dâu đó thì người ta bán cái ngó cho mình thì mình về mình trồng thì cái dâu nó sẽ là ok. Chứ nếu anh chị và các bạn nếu mà trồng những cái dâu to quá như thế này thì về thì anh chị khi mà đã bứng lên rồi thì cái bộ rễ nó phát triển rất là kém, nó bị ảnh hưởng.
thì về mà trồng xuống thì ít nhất phải khen TV đã từng trồng tới 2-3 tháng cây nó mới phục hồi lại được. Vậy thì tại sao chúng ta lại không mua những cây dâu nhỏ như thế này anh chị nhá? Anh chị chúng ta đam mê nhưng mà chúng ta nên mua những cái dâu như thế này này, nhỏ như thế này. Và chúng ta trồng thì nó cực kỳ nhanh lên. Đó. Tất nhiên là Khánh Hân TV thì chưa có bán giống dâu anh chị nhá, đang mới nhân giống thôi. Thì anh chị có thể thấy được là những cây dâu nhỏ thế này thì trồng nó rất là dễ lên nhá. Và thậm chí phát triển cực nhanh. Anh chị thấy bộ rễ của nó chưa? Chúng ta chỉ cần làm một lớp đất muối chúng ta đẩy ra thôi. Chúng ta trồng một cái chậu to thì nó phát triển rất là nhanh. Đấy, và những cái chậu dâu mà ở đây là những cái chậu dâu mà Khánh Hân TV đã từng xử lý, nó bị cháy lá chị nhá. Ở trên mạng rất nhiều anh chị có hiện tượng cháy lá. Thì Khánh Hân TV đã cắt cái lá già đi và đưa ra trong đưa vào trong mát và tủ những cái rêu này lại, thì trong sau một thời gian khoảng hơn một tháng ấy chị nhá, khoảng một tháng rưỡi đấy, thì nó phát triển trở lại, cái bộ rễ nó bây giờ nó ổn định trở lại, đây nó đang phát triển trở lại anh chị nhá. Đấy thì là cái cách mà khi chúng ta trồng thì nên theo Khánh Hân TV, thì Khánh Hân TV thường là trồng những cây dâu mà từ ngó ấy chị nhá, từ ngó và những cây dâu mà hoặc là cây mô thì chăm sóc nó khó hơn anh chị nhá, và cái thời gian nó phát triển dài hơn, đặc biệt là ngó. Anh chị có thể thấy được những cái dâu mà từ ngó đây, sẽ quay cho anh chị thấy. Đây là một cái dâu cây mô, hoa cây mẹ của nó là hoa đây rất là đẹp nhá, rất là to. Anh chị có thể thấy được cái ngó này nó đã đang ra hoa này, anh chị thấy chưa? Đây này. Đấy, anh chị thấy không, có phải chúng ta trồng ngó nó nhanh không? Đó, anh chị thấy chưa, ngó là hoa này. Có thể thấy cái giờ này thì Khánh Hân TV quay nó hơi mờ, anh chị thấy hoa chưa? Đấy, cho nên chúng ta hãy trồng ngó lên cực kỳ nhanh luôn, và cực kỳ cái độ mà cái khả năng mà cho thu hoạch trái và cái khả năng phát triển của nó thì rất là nhanh. Cho nên chúng ta ví dụ mua thì chúng ta nên lưu ý nha anh chị nhá. Thì tất nhiên rồi, anh chị phải tin tưởng những ai đó, khi người ta bán ngó thì có thể là người ta không cố tình, nhưng biết đâu người ta nhiều dâu quá, nhiều loại giống dâu quá, người ta đưa nhầm cho anh chị và các bạn thì cũng rất là khó. Đấy, ví dụ như là thường thì anh chị có tâm lý là trồng người ta, ví dụ như cây dâu thế này nó có quả thế này thì anh chị muốn mua là cái cây con nó giống thế này, hoặc là mua cái gốc này về trồng. Nhưng mà thực chất anh chị đâu có biết được là khi mà nó có quả thế này rồi là cái cây nó đã già, nó phát triển. Và anh chị ví dụ nếu không để cái bồng này trồng thì không nói làm gì nhá, mua cả bồng này trồng, nhưng mà khi người ta di chuyển đi xa mà gửi đến cho anh chị và các bạn trồng thì họ làm gì mà để được cái bầu này, đúng không? Thì rất có thể là nó đã mấy cái cây trong những cái ngày mà gửi đi thì nó đã bị ảnh hưởng và làm cho cái gốc nó rất là cho cái rễ nó bị ảnh hưởng rồi, thì về chúng ta chăm lại rất lâu, mà về là anh chị để cả lá nha, trồng lại là nhìn mấy bữa là nhìn nó xóa, nó héo queo, là nhìn là rất là xấu, và thậm chí có thể nó không có thể sống lại được. Đấy, cho nên là cái video này Khánh Hân muốn nói rằng là anh chị và các bạn nên trồng những cái dâu ngó là tốt nhất, và nếu như có thì dâu cây mô. Thế là ví dụ một cả cái cây to này thì trồng nó rất lâu lên anh chị nhá. Tất nhiên rồi, nhìn thấy đã lắm, nhưng mà anh chị về trồng thì thậm chí mà trồng mà không biết cách là nó chết luôn thì rất là phí nhá. Thì video này thì Khánh Hân TV muốn chia sẻ với chị và các bạn ạ. Đấy, thì đây là những cái dâu mà tất nhiên anh chị mà có điều kiện mà mua được những cái chậu dâu như thế này, mà cả chậu về thì chúng ta bê về nhà trồng thì không nói làm gì, nhưng mà thường thì Khánh Hân nghĩ thì rất là khó, bởi vì cái khả năng mà di chuyển ở từ vùng nọ vùng kia người ta chuyển như thế này rất là khó anh chị nhá. Đấy thì nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh, và Khánh Hân TV sẽ tiếp tục chia sẻ những cái view của clip về dâu tây cùng anh chị các bạn nhé. Anh chị và các bạn có ý kiến gì thì cứ comment, mạnh dạn comment quan điểm của mình bên dưới, hoặc là có ý kiến hỏi thì Khánh Hân trong quá trình làm video clip sẽ chia sẻ đến anh chị và các bạn với những cái gì kiến thức thực tế và làm được trong quá trình mà trồng những cái dâu vườn nhà. Đặc biệt thì Khánh Hân TV chỉ trồng dâu sạch thôi, dâu cô trồng từ những cái hữu cơ, phân hữu cơ, cho nên là rất ít trái anh chị nhá. Đấy, rất là ít trái, và nó không nhiều như những cái loại mà dâu mà được dùng những các cái loại chất dinh dưỡng khác để đấy ấy. Nhưng hiện tại thì Khánh Hân TV chỉ trồng ví dụ như những cái phân hữu cơ khoai mục thôi. Đây, những cái cây thì nó rất là cũng đang phát triển trở lại đây, nên là anh chị có ý kiến thì cứ comment nhá. Vâng, xin hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.